Chiều qua 9 tháng 2, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn nhằm động viên kịp thời các lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên đã vì sự bình an của thành phố không quản khó khăn để tham gia chốt trực kiểm soát COVID-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đến thăm các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, các đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị các chốt thực hiện nghiêm công tác kiểm tra các phương tiện đi từ vùng có dịch đi vào thành phố, cũng như lưu ý các phương tiện có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý, chú ý phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm chốt, nhất là các chốt tại các tuyến quốc lộ. Đồng thời đề xuất khó khăn để Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời bổ sung trang thiết bị tại chốt nhằm bảo đảm sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng tổ chức tặng quà cho các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát dịch, gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình các cán bộ chiến sĩ, chúc các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn cho thành phố để người dân yên tâm đón Tết.